Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video mới của mình. Nhân tiện thì hôm nay có mấy cái ná mình làm clip cho các bạn về những sản phẩm mà vừa rồi mình có review và anh em mua khá là nhiều. Một số anh em thì đặt mình là về tiếp. Thì hôm nay ná về mình sẽ quay cho các bạn chi tiết lại một lần nữa về cái sản phẩm mà anh em rất là ưa chuộng. Đó chính là những cây hổ giá tầm trung nha. Đây, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem lại một lần nữa nha. Rồi, trước mặt các bạn là một cái dàn ná hổ lẫn ná CNC Việt Nam. Đấy anh em. Đây, cây này là cây hổ mà dòng giá rẻ các bạn. Tập trước đây, cách đây cũng khá là lâu rồi mình có đăng lên và anh em rất là thích cái mẫu này, cho nên là anh em đặt khá là nhiều. Thì hôm nay mình mới về được một ít thôi. Đấy, số lượng thì nó có hạn các bạn. Nói chung giữ dòng sản phẩm kiểu như giá rẻ như thế này thì anh em sử dụng người ta cũng vừa tầm tiền, cho nên là rất là nhiều người mua. Vấn đề là không phải là giá rẻ mà nó không ngon, mà quan trọng là các bạn có thích hay không thôi. Thì bây giờ mình nói các bạn đây này, cái dòng hổ này ấy, thì nó sẽ có thông số. Nó không giống như là hàng Việt Nam mà bảo là thông số nhỏ các bạn nhé. Đây này, cái này của mình. Nó là chạc sấp xỉ chạc 8 các bạn nhé. Đó, sấp xỉ chạc 8. Đấy các bạn thấy không? Nó khoảng 79 đó. Đây là cây hổ mà nó có một con ốc này. Còn bên tay trái của mình đây là cây hổ có hai con ốc. Thì tập trước mình có nói với các bạn rồi, chạc nó sẽ khá là khác so với dòng ná của anh em Việt Nam. Đây, con này là sấp xỉ chạc 9. Các bạn thấy chưa? Sấp xỉ chạc 9. Thì con này lại có hai con ốc liền. Thì đây là sự khác biệt giữa hai con hổ. Một con hổ một con và con hổ hai con. Đấy, nói vui là con hổ được con hổ cái đấy. Thì cái con này ấy, cái đầu nó sẽ lớn hơn, tại vì con ốc nó có hai con ở một bên, thành ra là con này cái đầu nó lớn hơn này, phục vụ cho anh em mà chơi khổ thun lớn. Đấy, khổ thun lớn thì anh em sẽ có lực mạnh. Đấy, nói chung là phục vụ mấy anh em là tay to đấy. Các bạn thấy không, đây này, thông số này mình đo này là cánh chạc của nó là 2,5 phân. Đa phần anh em Việt Nam thì chơi thun cái đầu nó khá là nhỏ, nó chỉ rơi vào tầm khoảng 2 phân, hoặc là nhiều khi anh em muốn chơi 1,6 à. Đấy, thì cái khổ thun nó khá nhỏ, nhưng mà con này có cánh chạc thông số rất là lớn luôn, 2,5 phân phục vụ anh em mà gọi là khỏe đấy, lực khỏe ấy. Tay mạnh thì có thể là chọn cái khổ thun lớn để anh em lắp vào, anh em chơi, anh em bắn với cho nó có cái sơ tốc mạnh, hoặc là bắn bi lớn chẳng hạn. Đấy, những người mà bắn full mà muốn chơi bi lớn ấy, thì cái khổ thun nó phải phù hợp, khổ thun nó phải lớn thì nó mới kéo được cái viên bi lớn của chúng ta. Thường các bạn chỉ bắn bi 6, bi 7, bi 8, nhưng mà có những người ta chơi đến bi 12. Đấy, bi 12 thì nó rất là nặng luôn, mà bi nó quá nặng mà lực thun của chúng ta không đủ thì sẽ không kéo đi được xa. Chính vì thế cho nên là cây này là phục vụ cho mấy anh em tay to này, là một. Thứ hai là anh em chơi trải nghiệm, các bạn hiểu không? Các bạn có thể chơi trải nghiệm. Thì tại sao mình nói là trải nghiệm? Tại vì cái thông số của nó là chạc 9. Đấy, sấp xỉ 9 nhưng mà cái đó là chạc 9 đi. Thì các bạn có thể thay đổi tùy biến nhé. Đây, ví dụ như các bạn chơi cái khổ thun mà 2 phân chẳng hạn đấy, thì nó sẽ tương đương với chạc 8 của các bạn. Đây, 2 phân. Thì 2 phân thì các bạn thụt vào mỗi bên 5 gem thì thành chạc 8. Đấy, điểm ngắm thì các bạn cứ ngắm ở trên cái mép của cái sợi thun thôi. Các bạn đánh dấu ngắm trên mép sợi thun thì nó thành chạc 8. Hoặc các bạn muốn thành chạc 7 thì bớt vào 1 phân. Đấy, 1 phân thì con này nó tận 2,5 phân cơ. 2,5 phân thì cái sợi thun của chúng ta sẽ hơi nhỏ. Nhưng mà các bạn, mình theo như bạn, một số bạn chơi ấy, thì mình thấy là các bạn chơi thường là khổ thun khoảng phân 9 thì nó sẽ hơn. Đây, nó sẽ rơi vào tầm này. Đó, đây này. Đấy, phân 9 rơi vào tầm này. Đấy, các bạn thấy không? Tức là cái độ tùy biến của cây này thì nó khá là lớn.
các bạn chơi mà chặt mà muốn to được mà muốn nhỏ được, các bạn chỉ cần điều chỉnh cái sợi thun của các bạn thì nó sẽ đúng cái thông số các bạn yêu cầu thôi. Đấy. Cái này nó khá là tiện. Có thể là về cái hình thức thì nhiều khi anh em thích cái nhỏ gọn thì sẽ bỏ qua con này, nhưng mà nếu mà anh em mà không ngại vấn đề là nó hơi hầm hố một tí thì anh em chọn con này là quá ok. Đây này. Còn về cái độ ôm tay, độ cầm nắm thì nó gần như là một cái thiết kế để sử dụng cho các bạn cái việc mà bắn ôm này. Đây, các bạn thấy không, nó cực kỳ chắc tay luôn, mọi chi tiết nó đều đây, thiết kế nó đều phục vụ cái việc các bạn cầm nắm thoải mái. Đấy, như mình cầm nắm này rất là thoải mái luôn. Tại sao lại có những cái điểm lồi lên, có những điểm lõm xuống như này? Tại vì khi người ta thiết kế ná, người ta nghĩ đến cái việc là giúp cho cái tay của các bạn nó ôm sát vào những thân ná này. Đấy, giúp cho các bạn cầm nắm nó chắc chắn, các bạn cầm nắm nó rất là thoải mái, rất là êm ái luôn. Ngay ở phần cạnh này cũng vậy. Đấy, người ta làm vừa phải thôi, nó không quá dài. Đấy, thì cái việc mà cầm nắm các bạn sẽ thoải mái. Nói chung là con này về thiết kế ôm thì không còn gì để nói nữa rồi. Đấy. Đấy, sự khác biệt của hai con này thì nó đơn giản là nó ở cái phần cánh chạc thôi. Còn về cái chất liệu thì các bạn biết rồi, chất liệu vẫn là cánh chạc titan. Đấy, cánh chạc titan, chất liệu cao cấp. Đấy. Còn cán của nó là cán nhôm. Tại sao nó lại là kết hợp giữa cánh titan và cán nhôm? Tại vì muốn đem đến cho các bạn một cái sản phẩm mà về cơ bản thì cấu hình của nó thì vẫn ngon, nhưng mà giá thành nó lại vừa phải. Tại vì các bạn biết rồi, cái cánh chạc và titan này thì nó là cái yếu tố rất là quan trọng đấy, giúp cho việc các bạn có thể là cầm nắm hoặc việc các bạn sử dụng cái cánh chạc này vào cái sự thay đổi khi mà các bạn muốn là chuyển cánh chạc titan sang một cái cán khác, ví dụ như là sang cán gỗ chẳng hạn, thì các bạn bỏ cái cán nhôm này đi thì các bạn cũng không tiếc, tại vì cán nhôm thì nó rất là rẻ. Đấy, nó đắt chỉ đắt ở cái đầu này này. Cái đầu là cái quan trọng khi các bạn sử dụng ná này. Đấy, còn cái cán thì nhiều khi các bạn có thể thay đổi tùy biến, tùy theo cái sở thích của các bạn, cho nên là cái cán này người ta làm giá rẻ để cho các bạn dễ thay đổi. Đấy, và giá thành nó rất là ok luôn. Đấy nhá. Cánh titan, cán nhôm, một sự lựa chọn giá thành hợp lý cho sản phẩm. Rồi, mình nói sơ qua về cái sản phẩm như này nhé. Các bạn có thể xem lại clip trước của mình. Nói chung sản phẩm thì nó quá là ok rồi. Một số cây mà mình mới về được thì mình sẽ gửi cho anh em. Ngoài ra thì cái phụ kiện của nó thì gồm có này, các bạn thấy không, một cái thước ngắm. Cái này là cái là chặt lớn thì thường nó sẽ có thước ngắm các bạn. Đấy, một cái thước ngắm này. Ở đây có nấc ốc, có thể là điều chỉnh thước ngắm. Thước ngắm thì các bạn biết rồi. Đây này, nó sẽ giúp cho các bạn này, giúp cho các bạn tìm cái điểm ngắm nó chuẩn hơn. Đấy, ví dụ như là các bạn mà để như thế này thì cái thước ngắm của chúng ta này, các bạn thấy không, là nó rất là nét rồi đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn mà cầm nghiêng ná ấy, là các bạn sẽ phát hiện ra liền. Đấy, các bạn thấy không, có 3 điểm này, 3 điểm trên thước ngắm này nó sẽ không trùng nhau, thì lúc đó là coi như là cái việc mà ngắm của các bạn nó sẽ phát hiện ra cái điểm lệch. Đấy, còn bây giờ mà các bạn mà để trùng 3 điểm với nhau thì là nó vuông góc, nó là ok. Đấy là cái lý do tại sao người ta chế ra thước ngắm. Chế thức ngắm để tạo cho các bạn cảm giác mà khi bắn ấy nó không bị lệch tay. Đấy, điểm ngắm nó ổn định, điểm cố định, cái độ nghiêng của cây ná nó ổn định, thì giúp cho các bạn tốt trong quá trình luyện tập. Đấy, khắc phục được rất là nhiều cái nhược điểm mà cầm ná không đúng cái tư thế. Thức ngắm nó có lợi thế như vậy. Đấy, các bạn thấy không, các bạn chỉ cần là nghiêng lên thì cái 3 điểm ngắm nó không trùng nhau nữa, hoặc là nghiêng sang trái sang phải thì 3 điểm ngắm nó cũng không trùng nhau nữa. Đây là cái việc mà công dụng của thước ngắm nha các bạn nha. Rồi, đây phụ kiện đi kèm thì có hai cái lục giác, đó, đơn giản gọn nhẹ. Rồi tiếp theo là hôm nay thì nhân tiện thì mình quay luôn cho các bạn đây. Mình có một cây ưng vương, một cây ưng vương chạc inox dày 12 ly. Con này mình mới hoàn thiện xong, và clip này thì nhân tiện mình sẽ làm clip và mình để giá thanh lý cho anh em nhé. Đây, mình sẽ quay sơ qua cho các bạn. Đấy, bo cạnh thì cho các bạn nhìn này, bo cạnh, độ tròn của cạnh, các bạn thấy chưa? Độ sắc nét của từng chi tiết sản phẩm. Rồi, các bạn thấy chưa? Inox 12 ly,
Bề mặt vân rất là đẹp. Bề mặt giữ nguyên như mặt mặt phôi nhé các bạn nhá. Cạnh bóng bo đều. Mình sẽ quay cái thông số, mình sẽ cho các bạn biết thông số luôn để các bạn dễ lựa chọn nhá. Đầu là 2 cm nhá. Đầu là 2 cm. Kẹp chống xoay các kiểu luôn, chống xoay thoát thun, kẹp trên. Dày 12 ly, inox 12 ly. Rồi. Các bạn thích sản phẩm này thì liên hệ với mình nha. Thông số cơ bản của nó là trạc 8, đầu 2 phân, inox 12 ly. Đó. Những con này thì hiện tại mình sẽ để giá coi như là giá thanh lý cho các bạn. Đấy, làm mới nhưng mà để giá thanh lý cho các bạn. Rồi. Một con ưng vương nhé, con ưng vương V4. Đấy, thiết kế theo kiểu V4 của Cường Nguyễn. Rồi, quá ngon luôn. Giá thanh lý anh em nhá. Nhanh tay còn. Không nhanh tay là hết đấy. Rồi. Tiếp theo là một con. Con này nó gần như là con huyền thoại đấy các bạn. One hit. One hit, một con one hit form cực đẹp luôn, form nguyên bản. Trước đây ấy, cái dòng này ấy, anh em chơi rất là nhiều. Đấy. Và để tìm được cái form đẹp ấy, thì cũng hơi khó các bạn. Đấy. Và đây là một trong những cái form mà mình thấy đẹp nhất. One hit, nếu như các bạn đã từng chơi hoặc là anh em nào chơi lâu rồi anh em sẽ biết là cái dòng one hit thì cái form của nó rất là quan trọng. Form quyết định đến cái việc mà cái dáng của cái lá nó có cân đối hay không, nhìn nó có đẹp hay không là ở cái form đấy. Thì dòng one hit thì người ta sẽ ít khi sử dụng mà chẳng nhỏ, tại vì cái chẳng nhỏ của nó thì nó không đúng tính chất của one hit. Chẳng nhỏ nhìn nó rất là xấu, nhìn trông nó rất là tù, nó không được đẹp. Thì đa phần người ta sẽ làm theo kiểu như là chặt 8, 8.4. Và đặc biệt nhất là cái dòng one hit đời đầu của Trung Quốc ấy là 8.4. Mình không hiểu lý do tại sao mà đa phần Trung Quốc người ta làm nhá là cây ná là có thông số 8.4 chứ không phải 8.5 đâu các bạn. Đấy. Mình không hiểu lý do tại sao, hình như là con số đó ấy, cái con số mà người Trung Quốc người ta rất là quan trọng về cái việc về cái con số, các bạn hiểu không? Đôi khi cái số ấy, tỷ lệ ấy, đấy thì người ta hay hay đặt đúng cái thông số mà theo kiểu như là tốt ấy, chẳng hạn. Đấy. Thì đấy là lý do tại sao mà 8 lại 8.4 chứ không phải là 8.5. Đấy là đặc điểm của Trung Quốc nó là như vậy nhé. Rồi mình quay sơ qua, đầu tiên mình quay sơ qua cho các bạn này. Đấy. Một em 8.4 one hit form đời đầu cực chuẩn luôn. Đấy. Các bạn nhìn thấy đường bo cạnh hai bên nhá. Rồi. Cái ngay ở cái phần mà cái phần lòng của cái cánh chạc này này. Đấy, mình xử lý cực kỳ kỹ luôn. Đấy, nếu như con này các bạn cầm bắn ôm tay thì thôi không có nói gì nữa. Đấy, anh em nếu anh em chơi one hit từ đầu anh em biết rồi. Cái thân này nếu mà anh em mà có dây cuốn cuốn thành cái kiểu gù lưng nữa. Đấy, thì nó quá quá tuyệt vời cho việc bắn bắn ôm. Đây. Đây này, người ta sẽ cuốn cái dây vào đây tạo thành điểm gù. Đấy, thì one hit nó có một cái thêm một cái tính năng nữa là các bạn nên cuốn cái dây ở đây tạo thành điểm gù thì cầm rất là phê luôn. Ngoài ra con này phù hợp với anh em này, anh em bắn ôm này, cái phần ngạch của nó này mình đã xử lý rất là êm tay luôn. Đấy, rất là êm tay luôn. Không bị cấn tay, cho dù cái ngạch nó khá là dài nhưng không bị cấn tay như là một số cái cây dòng one hit mà người ta cover lại ấy, thì cái form nó không chuẩn này. Cầm cực kỳ tật, cấn tay luôn, cấn ở cái ngạnh này này và bắn nhiều người kêu là đau tay. Đấy là một trong những cái mình đánh giá cái form quan trọng với cái one hit đấy. Rồi, bề mặt phôi thì mình cũng giữ nguyên bề mặt phôi nhá để cho các bạn có một cây ná có độ bền cao về cái tính thẩm mỹ nhá. Đấy, bóng cạnh giữ nguyên bề mặt phôi, inox 12 ly, đầu trạc là 2 cm. Đây, đầu trạc 2 cm các bạn nhé. Thông số 8.4 nhá. Đó, một cây ná one hit chuẩn 8.4. Rồi. Khe kẹp chống xoay kẹp sau chứ không phải kẹp trước nhá. Dòng one hit này các bạn biết là đời đầu ấy là kẹp sau nhá. Kẹp sau. Đấy, chuẩn. Khe kẹp chống xoay có lỗ thoát thun. Nói chung là CNC Việt Nam thì anh em khỏi cần phải lăn tăn về cái vấn đề là thiết kế rồi nhá. Rồi, cây tiếp theo là form của A7. Một cây form của A7
cũng inox 12 ly luôn. Đấy, form của A7 và bề mặt phôi giữ nguyên, phôi theo kiểu như là không khắc xuyên để trơn. Đấy, anh em nào thích cây này thì quá là ok trong cái phân khúc mà giá, mà giá thanh lý đấy anh em nhé, sản phẩm mới và giá thanh lý. Rồi, inox 12 ly, đầu chạc 2 sen, chạc 8. Đó, anh em mà kết con này thì nhanh tay chốt luôn nhá. Đấy, mình quay cho các bạn đường bo cạnh, đánh bóng, độ sắc nét của cây lá. Đây, clip của mình là clip thực tế để cho các bạn xem, chứ không phải là những cái tấm hình người ta chụp, miễn làm sao để chụp cái cho cây lá nó long lanh. Rồi, một cây tiếp theo nữa cũng là cái form của A7, form của A7, và form này là form A7 V5. Đấy, inox 12 ly, lượt 10, chạc 8 các bạn. Inox 12 ly, lượt 10, chạc 8, bề mặt phôi quá đẹp luôn. Đấy, bề mặt phôi, cánh chạc 2 sen, chạc 8. Đó, độ thoát thun, chống xoay, thoát thun các kiểu. Rồi, tiếp theo là đến cái gì đây? Tiếp theo là một em thiên bồng nguyên soái. Em thiên bồng nguyên soái này thì nếu như anh em mà mê cái dòng này thì anh em biết rồi, là cái form của nó ấy, nó khá là mập ú luôn. Đây, thiên bồng nguyên soái nhá. Nhưng mà em này là em dòng giá rẻ các bạn. Trời ơi, nếu như mà các bạn thích cái form kiểu như này, thích một cây thiên bồng nguyên soái mà để trải nghiệm thì con này thì không còn gì để nói nữa rồi nhá. Con này là form giá rẻ, cây này là cây giá rẻ. Đó, mình quay sơ qua cho các bạn. Đấy, khi các bạn sở hữu một cây thiên bồng nguyên soái giá rẻ như thế này thì các bạn có cái gì? Mấy con lục giác. Rồi, lục giác sao, rồi lục giác thường. Đấy, rồi, rồi một bộ thức ngắm. Đây, con này thì được cái, mình nói thật với các bạn, nó giá rẻ nhưng mà nếu như các bạn mua là các bạn hên là có cái này này. Đây, mình đánh giá cao ở cái này này. Cái bộ thức ngắm của nó là khá là xịn các bạn. Đây, đây, sợi tụ quang mình bỏ sang bên nhé. Sợi tụ quang thì các bạn lắp sau. À, là khá là xịn ở cái này này. Trời ơi, nói chung là anh em mà chơi con này thì thôi, đừng có hỏi vì sao mà nó xịn. Đấy, được cái là nó xịn sò là ở chỗ là các bạn sẽ có một cái thức ngắm như này này. Đấy, đó, trời ơi, cái bộ thức ngắm này, các bạn mua cái bộ thức ngắm này với bình thường các bạn mua ở ngoài giá nó rơi tầm 200 các bạn ạ. Anh em mua là anh em có lời lời cái này này. Đó, thức ngắm này, thức ngắm khá là xịn đấy các bạn nhá. Rồi, mình đây mình sẽ lắp cho các bạn. Đây, mình lắp cho các bạn nhá, các bạn xem nhá. Đây, các bạn sẽ có một cây lá có cái thức ngắm như này. Này, các bạn thấy phê chưa? Đấy, con này nó phê, nó ngon hơn cái con thức ngắm này. Đấy, các bạn thấy chưa? À, đây là cái điểm mà cố định cái thức ngắm của chúng ta này. Còn các bạn muốn thay đổi cái vị trí của thức ngắm này, lên xuống này, thì các bạn chỉ cần vặn con ốc này ra. Đấy, các bạn đẩy xuống hoặc là kéo lên. Đấy, kéo lên đến cái tầm mà các bạn hay bắn ấy, hay ngắm ấy, thì các bạn sẽ siết con ốc lại. Rồi, bạn siết con ốc lại là các bạn sẽ có một cây lá có thức ngắm quá là xịn sò luôn. Thấy chưa? Rồi, các bạn lắp sợi tụ quang vào. Đấy, mình đánh giá cực cao của con này là giá thành nó quá rẻ anh em ạ. Giá thành quá rẻ mà lại có một cái bộ thức ngắm xịn sò.
Đấy, các bạn chơi con này, các bạn chơi chán đi chăng nữa thì các bạn không thích thì các bạn tận dụng bộ thuốc ngắm này lắp vào những cây lá khác. Cũng quá là ngon luôn nhé. Mình nhấn mạnh lại một tí điều là con này nếu như anh em mà mua cái bộ thuốc ngắm này bình thường giá nó tầm khoảng 200. Đấy. 200 nhá, cái bộ thuốc ngắm đấy. Chưa nói cây lá nhá. Đấy. Quá là ngon luôn. Rồi, thiết kế tổng quan thông số thì cụ thể như sau. Anh em mua một cây lá giá rẻ như này, anh em sẽ có một cái thông số về con thông thiên bồng nguyên soái này là cái chạc. Đây này. Chuẩn xác của nó thì thường người ta sẽ làm chạc 8 nhưng mà con này nó rơi vào 8.2 các bạn. Đó. Dòng giá rẻ nhá. Đấy, con này rơi vào khoảng 8.2. Cái đầu chạc của nó là 2 cm. Độ dày thì thôi mình không nói độ dày nhá, tại vì cây này ấy, nó chẳng biết thế nào mà gọi đo độ dày đâu. Cho anh em chủ yếu là anh em bắn theo kiểu phong cách ôm ấy. Với dáng lá của con những con ôm như này thì đừng có nói đến độ dày. Đấy. Cái quan trọng là anh em cầm nắm này nó thoải mái, nó không giống như là cái dòng CNC Việt Nam mà bảo là nói đến độ dày nhé. Con này này. Đấy, liên quan việc cầm nắm. Đấy. Cũng giống như con thủy hổ vừa nãy thì các bạn thấy là cái phần gù lưng của nó và cái phần lõm ở phần đằng sau ấy, nó cũng có những cái điểm để anh em cầm nắm nó không bị cấn tay đó. Rồi một em chuyên bồng nguyên soái, anh em nào nhanh tay thì còn, chậm tay là mất liền đấy, con này chậm tay là mất liền. Rồi mình sẽ quay sơ qua một lượt nữa cho anh em xem những cây lá hiện tại là đang trên đường lên thớt nhá. Anh em nào nhanh tay thì còn, chậm tay là hết nhá. Đây, anh em nào thích sản phẩm nào thì liên hệ ngay với bên mình, Zalo, số điện thoại. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên bấm like, subscribe kênh của mình để nhận được những video mới nhất về những sản phẩm. Rồi, xin chào.